lại đem căn lành diệu tệ này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề lấy vô sở đắc mà làm phương tiện khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm đó là ai hồi hướng hồi hướng về đâu lấy gì hồi hướng đó là đại bồ tát an trụ và tịnh lự ba la mật đa gồm cả bát nhã ba la mật đa cụ thọ thiện hiện bạch phật Bạch Thế Tôn làm thế nào mà Đại Bồ Tát an trụ vào bát nhã Ba La Mật Đa, cùng cả bố trí cho đến tịnh lự Ba La Mật Đa? Phật dạy, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh lự Ba La Mật Đa, quán tất cả pháp đều không vô sở hữu. Cụ thọ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn làm thế nào Đại Bồ Tát an trụ vào bát nhã Ba La Mật Đa, quán tất cả pháp đều không vô sở hữu. Phật dạy, thiện hiện các đại bồ tát an trụ và bát nhã ba la mật đa quán pháp nội không không của các pháp nội tại tánh của pháp nội không bất khả đắc quán pháp ngoại không không của các pháp ngoại tại tánh của pháp ngoại tại